Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đề nghị có chính sách phù hợp mở rộng với hàng hóa nhập khẩu gửi qua chuyển phát nhanh của các sàn Shopee, Lazada, TikTok. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết dự án luật thuế VAT sửa đổi có nhiều chính sách mới. Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không phải chịu thuế VAT. Theo quy định hiện hành, hàng nhập khẩu giá trị nhỏ là dưới 1 triệu đồng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT đầu vào. Còn quà biếu, quà tặng cũng được miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định 134 hướng dẫn luật thuế xuất nhập khẩu. Với sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua. Mỗi ngày có trung bình từ 4 đến 5 triệu đơn hàng giá trị nhỏ được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok.